Hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2019. Lúc bây giờ là 2 giờ 25 phút đi. Tôi đang ở một cái bờ sông dưới một chân cầu sát bên đây á. Giờ các bạn thấy đó. Đó. Tôi đi tiếp tục khi tôi đi tiến sau vô trang cái khu cầu sát cái này là một cái khu rừng đây là nó cạnh bên cái bờ sông. Bạn thấy đây qua đây là cái bờ sông này. Ôi trời ơi, cái bờ sông này mất quá các bạn ơi. Này cũng một cây giáo này, giáo trai một cây chở cót này. Thấy dòng sông này các bạn, dòng sông nước chảy này. Nó làm thép bằng lây nặng lây cho bà đấy, bà đó mà nó làm bà cà lây nhà đậu bà nó buôn bón nó mót mà anh rồi có tiền cũng được đổ gạch đổ cát xuống đó khóa thì trước đó là đổ gạch đổ cát xuống đó cay lây hai cái viền lây nắng thôi đó là bón rồi.